chào mọi người. Hiện tại thì Búc và cả đoàn đang đi Tây Ninh để xuống nhà của Huy. Đây, chào mọi người coi hôm nay là đoàn chúng tôi đi được 9 người mọi người. Đó. Bây giờ thì mọi người đang còn rất là sớm nên rất là buồn ngủ. Búc cũng rất là buồn ngủ. Nhưng mà Búc phải quay để giới thiệu với mọi người trước. Bây giờ thì chắc là ngủ miếng đi hả? Ngủ đi mở mắt là tới Tây Ninh cho mọi người. Rồi gõ chỗ trắng gì đó. Trời ơi, trời ngủ rồi. Rau dữ chuỗi ngon không, không mọi người? Rồi rau gì vậy? Rau rừng. Hả? Này là rau rừng. Lá cốc. Rau rừng. Ừ, có nhiều thứ lắm. Gì? Trên Tây Ninh mới có. Lá cốc. Đó, bàn. Này là lá xá xị. Lá xá xị. Có nhiều thứ á. Đúng không? Lá xá xị không? Không, vị nó giống xá xị nhưng mà không ăn. Hay hay không là do người dựng phim đó em. Khổ mọi người. Chào các bạn, hiện tại thì chúng ta vừa mới mở mắt ra và chưa tới Tây Ninh. Đúng rồi, đạo diễn đây là cũng tới Tây Ninh rồi nhưng mà đây là cái trạm dừng chân thôi để mọi người ăn sáng. Lát xuống dưới nhà Huy cũng phải đợi một lát mới được ăn. Để mình đang ăn bánh canh rồi mình chú bánh canh giò nhưng mà người ta hay gọi là bánh canh chạm bàn. Rau kìa, cho em dĩa rau thôi. Mọi người rau không? Phải có rau nữa mới ăn mới biết là ngon hay không. Để thử cái nước nha. Cái vị nó cũng giống như mấy cái món bánh canh bánh canh ăn có tiền là được đây là đúng vị đó mọi người. Chung ơi, kia bán đúng vị. Vấn đề đơn giản là em thôi. Lên em quay mà quay là bài đó thôi. Ở đây có rất nhiều loại rau nha mọi người. Có dưới cá hả? Có. Nhiều ở dưới. Cái này là mẹ thôi. Cho chị lá cốc. Có cái lá cốc. Dạ dạ. Lá cốc. Lá cốc này nó chua chua. Là kiếm được đúng một cái lá giúp cá thì luôn. Trời, đây là lá thứ 23. Nhiều lắm. Đây là lá sau nhái. Tự nhiên khàn giọng luôn của mày. Đây là lá gọi là gì, lá xá xị đúng không? Tại vì cái mùi nó rất là giống xá xị mọi người. Đúng rồi. MV dài đó. Mùi giống như là cái nước xá xị mà hiểu quá. Thư đó giờ là quay về. Khi nào mang được hết cái tôi. Quan trọng á là MV nó hơn nhau khác. Cho em dĩa giá với. Anh Vũ. Anh Vũ có thể đưa em truyền em cái dĩa giá một chút không? Tham quan nhà Huy rồi mình cũng ăn.
chưa phải là tận cùng của nhà Huy đâu mọi người. Nó còn trong kia à, đây mọi người thấy nhìn thấy là đất nhà của anh quản lý của Huy rất rộng mọi người. Nguyên của chuồng gà mà cái chuồng gà này nó thấy sao thấy có cái rừng cao su phía sau là nó thấy còn nó còn bọc qua khu bên kia luôn đó. Nó rất là dài. Còn đây từ đây từ hôm nay chở về phía trước phía kia đó, thấy sâu hun hút không, là một cái xưởng mai, xưởng mai của nhà mẹ Huy. Hôm nay thì là nhà Huy có tiện các bạn công dân ở tỉnh Mai cũng nghỉ bớt rất là nhiều, chỉ còn vài vài người ở làm cho hết việc thôi. Chân nha.